Rồi, xin chào các bạn. Thì trong video trước mình đã trên tay cho bạn xem một chiếc Acer Neutron 5 phiên bản là GTX 1004G. Thì trong cái video này mình sẽ cho các bạn xem coi là hiệu năng của nó chơi như thế nào bằng cách là mình chơi cái game PUBG, một trong những game online bắn súng rất là hot hiện nay, được giới trẻ rất là mê. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho bạn xem về cái thông số cấu hình. Mình sẽ vào một setting bằng ha. Thì bạn thấy là trong một graphic thì mình đã chỉnh ở mức là Value Cloud. Đây mình sẽ chỉnh cho bạn xem như thế này đó. Thì toàn bộ mình chỉnh đến mức là Value Cloud, và trong đó thì một là Anti-Aliasing và cái một là View á, thì mình chỉnh đến mức là 2 để có được một cái trải nghiệm góc nhìn nó sẽ tốt hơn và rõ hơn. Ok, mình sẽ lưu lại. Vậy bây giờ mình sẽ hành vào game để xem coi là nó chơi mượt mà như thế nào. Ok, bây giờ mình đã vào game thì bạn thấy hiện tại là bây giờ nhiệt độ của GPU ở mức là 60 độ C và nhiệt độ của CPU ở mức là 70 cho 70 độ C, và phòng mình thì không có mẫu điều hòa bằng ha. Hiện tại là cái khung hình của nó nhảy khoảng là trên 40 frame. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ đáp xem coi là nó như thế nào đây. Thì nhắc lại chút xíu ha, cái phiên bản mình cầm trên tay á, là nó được trang bị là chiếc lý Intel là Core i5 7700HQ và nó sẽ có là 8 GB cùng với cái đồng họa là GTX 1004G. Rồi giờ mình sẽ nhảy dù xuống. Đây. Mình đang bắn team 4 người. Hiện thấy là khi mình nhảy dù xuống á, thì cái khung hình của nó là trên 60 frame bằng ha. Đấy. Cũng đồng thời thì mình cũng chỉnh cái âm lượng lên mức cao nhất để xem coi là cái loa ngoài nó phát ra như thế nào, và mình cũng đã chỉnh cái chế độ là gaming trên cái công cụ là WR mode cho nó nghe nó đã hơn. Rồi nhảy dù, thì khi mình nhảy dù vẫn thấy là cái của mình nó giảm xuống còn khoảng là 40 frame, nhiều tim lắm luôn á, 42 48 FPS. Úi chà. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đi lùng và giết. Thì cái tấm hình này nó chỉ có tần số quét là 60 Hz thôi, cho nên là chơi thì nó vẫn chưa thực sự là đã cho lắm. Ở đây có ba lô hai nè, qua lấy qua lấy. Ui. Mình thấy là bây giờ là cái khung hình của nó là gần được 60 frame rồi nha, với cái mức là value close. Ok. Bắt đầu anh Quân. Anh là số Quang đi mấy? xèo trong cái nhà trên á. Thì mình thấy là hiện tại là nhiệt độ nó vẫn ổn định ở mức là 63 độ C cho GPU và nó là 70 độ C cho CPU. Thì cái chiếc Acer Neutron 5 này nó sẽ có là hai quạt và hai ống đồng. Ok. Thì cái video này nó sẽ hơi dài bạn ha, cho nên là mình muốn là chơi thử xem coi là nhiệt độ có như thế nào khi mình chơi trong thời gian dài. Thì mình thấy là cái quạt tản nhiệt của nó khi mà hoạt động mức độ cao quá thì nó không có phát ra tiếng ồn quá là lớn để mà gây khó chịu khi mà chơi trong không gian yên tĩnh. Hello. Đấy, còn cái tiếng súng rồi đấy. Thật sao mà nói thì để mà các bạn chơi được cái game này á, thì gần như bắt buộc là sắm một cho mình một cái chiếc tai nghe phải gọi là chất lượng. Chứ nếu mà mình chơi bằng cái loa ngoài thì khó có thể gọi là xác định được cái đối phương ở đâu. Chỉ gọi là cao thủ thì bạn có thể gọi là chơi bằng cái loa ngoài được. Chưa kể là cái map mới sa mạc này bạn thấy là nó rất là rộng. Nó rất là rộng bạn ha.
và chơi rất là phải nói là rất là khó chịu. Bộ 335 hả? Đâu ta không thấy ta trên ai trên đội có ai không không thôi cùng xanh mua này này hiện thấy là nhiệt độ của cái máy này á nó luôn ổn định đến mức là dưới 75 độ C. Ui. Ai vậy? Ai vậy? Đâu vậy? Ai bắn tôi vậy ông nội? Ở dưới dưới mấy người thùng container nè. Ủa? Dưới bắn á, dưới bắn lên á. À. Một hit. Rồi lên dễ. Nhà 98, nhà 98. Ok, lên đường. Coi coi nó đâu vậy? Thì mình thấy là game là nó cái máy này nó chơi ổn định nút là khoảng là 60 frame. Điệt mẹ headshot luôn kìa. Chắc nó có được đâu scope, quá, nó có scope rồi. Bắn cao luôn. Ồ, nó không có gì thôi. Em lòng mày em. Ok, như vậy mình đã chơi xong thử một cái game đó là PUBG cho bạn xem coi là cái hiệu năng của cái chiếc Acer Nitro 5 nó như thế nào thông qua chiếc card là GTX 1004G. Thì bạn thấy là tản nhiệt của cái chiếc máy này nó khá là hiệu quả ha, khi mà nó luôn giữ nhiệt độ khá lý tưởng mức là dưới 75 độ C, mặc dù là phòng mình thì không có bỏ điều hòa. Qua đó thì khi mình chơi game thì nó vẫn ổn định ở mức là từ 60 frame trở lên, còn với những cái khung cảnh phức tạp á, thì nó sẽ khoảng là từ 50 mấy đổ lên. Như vậy thì cũng là rất là ok rồi. Thì bạn nào có ý kiến gì về cái chiếc máy này thì bạn có thể comment mình biết video bạn ha. Ok, chào các bạn.